Bây giờ chúng ta hãy cùng xây dựng hàm kim tự tháp. Hàm này cần một tham số truyền vào là số tầng của mô hình kim tự tháp cần xây dựng. Chúng ta sẽ đặt tên biến này là tầng, là một biến kiểu in. Chúng ta cần một biến để lưu trữ số lượng các khối lập phương. Khi qua mỗi tầng, biến này sẽ cộng vào lần lượt số lập phương ở tầng đó. Kết quả cuối cùng khi kết thúc chương trình này, biến này sẽ cho ta tổng số khối lập phương để xây dựng nên mô hình kim tự tháp. Ta sẽ khai báo và khởi tạo cho biến này với tên là biến tổng và giá trị ban đầu là 0 vì chúng ta chưa đếm qua một tầng nào cả. Chúng ta bắt đầu tạo một vòng lặp chạy từ 1 đến số tầng mà kim tự tháp có. Bên trong vòng lặp với mỗi tầng chúng ta cần tính số khối của tầng đó và cộng vào biến tổng. Giá trị của biến tổng sẽ được tăng thêm. Tổng bằng tổng cộng với y nhân y. Cuối cùng khi vòng lặp kết thúc, giá trị của biến tổng sẽ được trả về qua một lệnh return. Hãy kiểm tra chương trình này với một kim tự tháp 3 tầng bằng cách truyền vào đối số là 3. Biến tầng ở đây sẽ có giá trị là 3. Biến tổng được khởi tạo bằng 0. Và bây giờ hãy thử theo dõi các biến khi chúng ta chạy vòng lặp. Y bắt đầu với giá trị là 1. Điều kiện lặp 1 nhỏ hơn bằng 3 là đúng. Nên chương trình sẽ tính toán số khối lập phương trong tầng và cộng vào kết quả trong biến tổng. Vậy, với tầng đầu tiên trong biến tổng sẽ bằng tổng cộng với 1 x 1 và nhận giá trị là 1. Biến y bây giờ được tăng thêm một giá trị và có giá trị là 2, tương ứng với việc chương trình bắt đầu tính ở tầng thứ 2. Kiểm tra điều kiện lặp lần nữa thì 2 nhỏ hơn 3 có giá trị là true nên vòng lặp tiếp tục được thực hiện. Số khối lập phương của tầng này là y nhân y bằng 4. Sau đó chúng ta cộng với số khối trong biến tổng. Tổng bằng tổng cộng với y nhân y và có giá trị bằng 5. Tiếp tục tăng y lên 1 và thực hiện kiểm tra điều kiện lặp một lần nữa. 3 nhỏ hơn bằng 3 là đúng. Chúng ta thực hiện vòng lặp và tính toán số khối lập phương, sau đó cộng vào biến tổng. Tổng bằng tổng cộng với y nhân y. 3 x 3 bây giờ có giá trị là 9, nên 9 sẽ được cộng thêm vào biến tổng là 5 cộng 9 bằng 14. Tiếp tục y được tăng thêm 1 và sẽ có giá trị là 4. Kiểm tra điều kiện 4 nhỏ hơn bằng 3 là sai nên chương trình sẽ kết thúc vòng lặp. Sau đó biến tổng được trả về bằng lệnh return tổng. Trong trường hợp này, biến tổng có giá trị là 14. Với đố số chuyển vào là 3 thì hàm sẽ cho ta giá trị trả về là 14.